giấc mơ em, có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa. Trên cánh môi em, có chiếc hôn nào còn hơn tình cũ. Thương đó hoa trên tay, sớm đỗ màu trong giấc mơ này. Oh.
nghe nhạc sĩ Lê Dinh diễn tả tâm trạng của những cuộc tình ngăn cách. Tuyết xa nghìn trùng mà nhớ không nguôi, nụ hôn ánh mắt, môi cười không phai mờ trong trái tim. Tiếng hát của Ngọc Yến sẽ gửi đến quý vị tình khúc buồn Tuy xa nghìn trùng của nhạc sĩ Lê Dinh. Xin quý vị một tràng bắt tay cho Ngọc Yến. Thank you.
đã có trên 60 năm sáng tác âm nhạc. Và một trong những bản nhạc mà cũng có phải nói là rất là lâu đời của nhạc sĩ có tên là Thương Hoài Ngàn Năm. Nhạc phẩm này đã được sáng tác năm 1956. Và sau đây, Diễm Hương có hân hạnh xin muốn giới thiệu đến quý vị, tại vì quý vị đã được nghe những bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương nãy giờ. Thì Diễm Hương cũng xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng dung nhan của người nhạc sĩ rất là tài hoa này. Diễm Hương xin kính mời nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tài hoa, và không những tài hoa mà lại còn rất là gọi là đam mê, làm việc không mệt mỏi, có thể làm được rất là nhiều công việc cùng một lúc. Trước 75 chắc quý vị đều đã biết chương trình Phạm Mạnh Cương ở trên đài truyền hình, và cùng đồng thời nhạc sĩ cũng lo cho một chương trình phát thanh mỗi tuần thu âm của nhạc sĩ. Thành ra là cái công việc của ngoài đó là chỉ là nghề tay trái, còn nghề tay phải của nhạc sĩ lại là giáo sư dạy chiếc và văn học. Thành ra là Diễm Hương rất là khâm phục cái sự kiên nhẫn và tình cù của nhạc sĩ, cũng như sự tài hoa của nhạc sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta hãy trở lại với nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm. Có phải là sáng tác năm 1956 không ạ? Vậy thì chi tiết của Diễm Hương cũng chính xác. Vậy thường theo em được biết là những sáng tác của anh là thường dựa vào một cái kỷ niệm hay là một cái tình cảm nào đó. Thì không biết khi anh sáng tác những phẩm Thương Hoài Ngàn Năm có dựa vào một cái kỷ niệm nào hay không, và trong hoàn cảnh nào anh sáng tác nhạc phẩm này ạ? Thật sự thì khi nào mỗi tác phẩm được sáng tác đều là có một cái hoàn cảnh đẹp hay xấu, là vui là buồn, đều có hoàn cảnh hết. Hoặc là đôi khi có những cái nhạc phẩm đứng sau nhạc phẩm lại là một cái huyền thoại. Nhưng mà riêng đây là tôi chỉ nói về cái bài Thương Hoài Ngàn Năm. Thì nhiều người thì thắc mắc cái chữ Thương Hoài Ngàn Năm lắm. Khi tôi làm bài này xong cũng đáng khoe với anh em nghệ sĩ, thì họ nói rằng trời ơi, anh làm gì dữ vậy, người ta thương trăm năm còn chưa, còn khó nữa, anh làm gì mà thương đến ngàn năm lần. Mà sự thật ra giờ thì không phải là có cái cốt truyện tình ghi gớm lắm đâu. Là sự... Không ghê gớm một chút chút thôi mà. Tại vì thú thật là ngày xưa tôi cũng dạy Việt văn, thì mình cũng dạy nhiều về tục ngữ, ca dao. Và có lẽ hai câu ca dao mà cho đến bây giờ tôi vẫn thương, vẫn nhớ nhất là cái câu là tóc mai sợi bắn sợi dài, lấy nhau chặt đằng thương hoài ngàn năm. Và có lẽ từ cái câu ca dao đơn sơ đó đã gợi ý cho tôi làm bài Thương Hoài Ngàn Năm. Và cũng không ngờ Thương Hoài Ngàn Năm là kể như là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc của tôi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Sau đây chúng ta hãy lắng nghe nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát trầm ấm của ca sĩ Tấn Bảo.
cho nghệ sĩ Tân Bảo Nguyên ơi. Ngàn năm thương hoài một bóng hình hoa, tình đã khơi rồi bóng khó nhạt phai. Chẳng quên rồi có khi đây, ngàn tình rồi cũng xung vầy. Mày bay bay ngoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bên tiếng yêu. Thank you.